Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này giới thiệu cho các bạn tham gia một chiến này góp nhận top cần DXL nè bạn. DXL nè. Thì tổng giải thưởng chương trình này góp này là 6.250.000 top cần DXL nè các bạn. Thì đó sẽ phân phát cho ai góp cộng đồng nha các bạn. Thì và các bạn có cơ hội là tham gia IDO để mua tôi cần với giá phi sale nè các bạn. Với giá là 0.02 cho một tốc cần nè các bạn. Từ sàn DEX nè các bạn. Từ sàn DEX LAT SPAT nè. Sự kiện này khá là ngon các bạn. Tên mã tôi cần DEX LAT nè. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình cho 1.000 người tham gia. Khi quá trình tập danh sách trắng, những người tham gia sẽ đăng điều kiện như IDO. Thì chi tiết của bán IDO là ngày 26 tháng 5 và kết thúc vào ngày 28 tháng 5 các bạn. Thì chương trình IDO này thì mình sẽ công bố trên kênh, trên tờ Twitter của nó hoặc là trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Thì mình sẽ công bố sau cho các bạn nha các bạn. Thì các bạn để tham gia group này, các bạn click vào link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form ra các bạn. Rồi, các bạn bấm nút start nè. Rồi, các bạn copy cái tag này giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn vô đây các bạn follow Twitter nè. Rồi, các bạn like và tweet nè. Vừa nhận rồi các bạn chỉ chẳng để quyết các bạn. Các bạn dán hashtag để giao và tan ba người bạn mình giao các bạn. Rồi các bạn tự quyết lên. Các bạn vừa nhận được token mà vừa có thể tham gia được IDO qua T-List nữa. Khá là ngon luôn các bạn. Rồi các bạn bấm đúp lên các bạn. Rồi bạn bấm Don. À, tiếp tục thì các bạn điền lên username. Rồi điền tên họ của mình thôi các bạn. Ok, tiếp tục thì ngày tháng năm sinh nha các bạn. Ngày 22 tháng 7 hay tháng 6 chứ. Tháng 5. Rồi các bạn đặt ngày tháng năm sinh của mình nha các bạn. Rồi, các bạn đặt của mình xong ok các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ Solana nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ Solana nha các bạn. Solet.io là rồi các bạn muốn nhận được nữa các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên các bạn. Chương trình này góp này đơn giản như thế các bạn. Rồi các bạn dán vào đây như thế các bạn. Rồi bạn bấm ok. Rồi phần nào dịch ra các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào Amview nè. Rồi các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào như thế các bạn. Chẳng sau này nó có thông tin gì nó sẽ gửi qua email cho các bạn, thông báo cho các bạn nha bạn. Rồi bấm ok. Tiếp tục thì các bạn gửi lại username từ Twitter của các bạn nha bạn. Twitter hashtag a còng win. Cái này thì mình chỉ khai báo hồ sơ cho nó win vnn9 nữa, đặng nó gửi thông báo cho mình thôi các bạn, chứ không có con chi nghĩa là quốc gia quá. Các bạn điền gì chị ngang thôi các bạn. Ok rồi các bạn bấm nút submit nha bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận tập cần lát đến đây, lát đét đến đây cũng kết thúc nha bạn. Đét lát chứ, đến đây cũng kết thúc. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.